Xin thân mời kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đang cùng quan tâm, truy cập và theo dõi video trên kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép lắp đặt trong hệ thống dàn âm thanh cũng như là trực tiếp đặt hàng những mẫu mã sản phẩm mà Phụ Kiện Audio quay lên giới thiệu, các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên chính giữa màn hình ở đây 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để có thể thường xuyên cập nhật được những video mà Phụ Kiện Audio đăng lên mỗi ngày. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em một số những cái mẫu mã sản phẩm dây dẫn tín hiệu, từ dây Canon đực cái này đến dây AV, đến những cái bộ dây Canon cái, Canon đực ra AV, để các bác và anh em chúng ta cùng nhau xem, tham khảo, lựa chọn mua sắm, phối ghép cho thiết bị dàn âm thanh của mình. Và toàn bộ những cái mẫu mã sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em thì phôi dây của nó đều là dây Hitachi chuẩn xịn hàng bãi Nhật, và đầu rắc DIY thì toàn bộ đầu rắc là đầu rắc chân đồng các bác và anh em nhé. Cách đây một vài hôm thì em có quay lên giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em một cái bộ dây Canon đực cái này rồi, đầu rắc màu đen xanh như này. Hôm nay về được tiếp tục là về được cái màu rắc màu đen đỏ như này. Đấy, để quay lên luôn một video để giới thiệu nhanh đến với tất cả các bác và anh em. Phôi dây của nó thì là đồng mạ bạc. Chân rắc thì toàn bộ là chân rắc bằng đồng hết. Đây là một bộ dây Canon đực cái này, hay còn các bác và anh em còn gọi là dây 35, dây cân bằng đấy ạ. Em sẽ bỏ hai cái dây thít này ra để giới thiệu chi tiết đến với tất cả các bác và anh em về cái mẫu dây này nhá. Vỏ dây thì nó sẽ là một vỏ dây màu đen như này. Cốt dây thì là dây chuẩn xịn, dây Hitachi các bác nhá. Chuẩn xịn dây Hitachi này. Nó sẽ có mã chạy dọc xuyên suốt chiều dài của dây như này. Đấy. Đầu tiên là AWM này, E41447HCV này. Style này 2464. Đấy, dây này có tiết diện là 18AWG các nhá, 18AWG. Cái AWG ở đây là một tiêu chuẩn đo lường tiện dây của Mỹ có trên dây của Nhật. Đấy, VW1 này 2/16 90C. 90C ở đây là cái chịu nhiệt của cái vỏ bên ngoài này, chịu được cái nhiệt độ lên tới là 90 độ C này. Dây chuẩn xịn dây Hitachi. Đấy, Hitachi hàng bãi Nhật. Cốt dây của Hitachi thì là đồng mạ bạc, đồng tơ mạ bạc. Đây là cái đầu rắc Canon đực này. Còn toàn bộ ba cái chân này đều là chân đồng các anh nhé. Đấy, toàn bộ cái chân này bên trong đều là chân đồng chứ không phải là chân kẽm, chân nhôm như những cái đầu rắc phổ thông ở ngoài thị trường đang bán. Thế nên là các bác và anh em có thể yên tâm về cái đầu rắc này, tiếp xúc thì cực kỳ chuẩn xác và tốt. Đấy, đầu rắc Canon đực này, đầu rắc Canon cái, toàn bộ chân bên trong đều là chân đồng như này các anh nhé. Đấy, chân đồng này thì cái tiếp xúc nó sẽ chuẩn xác, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những cái chân kẽm, chân nhôm. Đấy, đầu rắc Canon đực, đầu rắc Canon cái, đầu rắc thì cực kỳ là chắc chắn và cắm rút thì rất là êm ái như này. Đấy, chắc chắn êm ái, rút ra rút vào nó rất là êm nhưng mà nó rất bám rất là chặt và tốt như này các nhá. Canon đực, Canon cái, đây là bản đầu rắc màu đen đỏ như này, đen đỏ, hoặc là sẽ có những cái bản đầu rắc màu đen xanh như này. Đấy, các bác và anh em có thể lựa chọn theo cái sở thích cá nhân của mình về màu sắc đấy. Về cái chất lượng thì nó sẽ tương đồng với nhau các nhá, chất lượng thì nó sẽ tương đồng. Em sẽ cắm thử cho các bác và anh em xem này. Đấy, cắm vào nó tách một cái rất là chắc chắn luôn. Khi rút ra thì chúng ta nhấn ở đây nó rút ra. Cắm rút thì cực kỳ là chắc chắn. Phôi dây thì đồng mạ bạc. Tí nữa thì em sẽ quay chi tiết cái cốt dây để các bác và anh em xem. Đấy, còn một bộ dây như này. Đấy, một bộ như này dài 1 mét. Cái dây này là dây DIY thì mặc định thì em sẽ làm 1 mét. Còn nếu như mà các bác và anh em chúng ta cần ngắn hơn hoặc là dài hơn, ví dụ nhiều các bác là chỉ kết nối từ con vang số xuống con đẩy chẳng hạn, mà chỉ cần một đoạn độ khoảng 50 phân thì em cũng sẽ DIY hoàn chỉnh cho các bác và anh em nhé. Còn mặc định thì em sẽ làm một bộ 1 mét như này, mức giá là 250.000 đồng một bộ. Đấy, 250.000 đồng một bộ dài 1 mét, bao ship toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thì mới thanh toán. Và mua hai bộ thì là còn 470.000. Một bộ thì là 250.000, còn hai bộ thì tổng là 470.000. Mẫu dây Canon đực cái này, còn bên này là những cái mẫu dây Canon cái, Canon đực ra AV như này. Đấy, tùy theo thiết bị của các bác và anh em đã sử dụng thôi. Nhiều bác thì cũng có đặt em là DIY những cái sợi dây là từ Canon ra 2AV để đánh súp thì em cũng có đầy đủ dây cho các bác và anh em nhá. Dây DIY thế nên là các bác và anh em có thể yêu cầu cái đầu rắc theo yêu cầu. Đây là một bộ dây em DIY đầu rắc Canon ra AV này. Đấy. Đầu rắc AV là đầu rắc AV chuẩn xịn Hitachi. Toàn bộ đầu rắc cũng là đều đầu rắc chân đồng như này. Đấy. Rất là nhiều những cái khứa cắt như này giúp tăng độ tiếp xúc cũng như là cộng hưởng chất lượng âm thanh. Đây là một bộ dây Canon ra AV. Còn đây là những cái bộ dây AV Hitachi này. Đấy. Đây AV Hitachi. Đây là bản dây màu ghi các nhá. Dây màu ghi. Cái chất lượng thì nó sẽ tương đồng với nhau các bác nhá. Chất lượng thì nó sẽ tương đồng với nhau. Đấy. Đây là một bản dây màu ghi, dây Hitachi ở đây. Đấy. Màu ghi này cũng đồng giá là 250.000 đồng một bộ, tất cả những cái mẫu ở đây 250.000 đồng một bộ, bao ship cho các bác và anh em. Còn ở đây thì em còn một vài cái bộ dây AV phòng thu. Đấy, AV phòng thu này thì nó rất là chắc chắn luôn, cái vỏ bên ngoài rất là đẹp này, bỏ lớp vải dù bên ngoài này.
Vải dù vằn bên ngoài như này rất là đẹp. Dây phòng thu thì chất âm của nó cực kỳ chi tiết, trung thực luôn rồi. Cái sợi dây sử dụng cho phòng thu, dây thì rất là chắc chắn như này các nhá. Dây là rất là chắc chắn như này. Bọc vải dù bên ngoài. Đấy. Giờ em sẽ quay chi tiết rồi cút dây để các bác và anh em xem này. Đây là cốt dây của những cái bản dây Hitachi em làm bản 250.000 kia nhá. Đấy, dây Canon đực cái đấy, hoặc là dây Canon cái ra AV, Canon đực ra AV. Đấy. Cốt dây này, đồng tơ mạ bạc các nhá. Cốt dây đồng tơ mạ bạc cực kỳ sáng và đẹp như này. Nhìn nghiêng ra một chút là chúng ta sẽ thấy ngay cái ánh đồng của sợi dây này. Đồng tơ mạ bạc sẽ đầy đủ lớp áo chống nhiễu như này các nhá. Đầy đủ lớp áo chống nhiễu rất là dày dặn như này để khử nhiễu. Đấy, khử nhiễu tín hiệu. Cốt dây thì đồng mạ bạc, chất âm thì trung thực, tươi sáng. Đặc biệt là rất lợi cái giải cao. Các bác và anh em thích cái giải trung cao, giải chép thì chơi dây này cực kỳ hay luôn. Cốt dây đồng mạ bạc này. Còn đây là cốt dây của cái bộ dây AV phòng thu này. Cái vỏ bên ngoài này là vỏ dây nguyên bản này các nhá. Cái lớp vải bên ngoài này là nguyên bản như này chứ không phải là em bọc thêm này. Sẽ có lớp áo chống nhiễu này, lớp áo chống nhiễu này, lớp giấy bạc này. Bên trong nó sẽ có một cái sợi đồng trục các nhá. Sợi đồng trục nó quấn quanh xung quanh cái ba cốt dây bên trong. Nó sẽ có một cái lớp có một cái sợi dây như này nữa để cố định dây này. Bên trong là ba lõi dẫn. Lõi dẫn cốt dây là đồng tơ mạ bạc. Em sẽ quay cận cảnh chi tiết của các bác và anh em xem. Đấy. Dây AV phòng thu này thì mức giá là 250.000 đồng một bộ, hai bộ thì còn 470 các nhá. 250.000 đồng một bộ, hai bộ còn 470. Tất cả những cái mẫu dây này thì đều có chiều dài là 1 mét. Bộ dây AV phòng thu thì không còn nhiều, còn vài bộ thôi. Các bác và anh em nếu muốn đặt hàng thì có thể nhanh tay là nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên chính giữa màn hình đấy. Và em sẽ thông báo giá lại tất cả những cái mẫu mã sản phẩm ngày hôm nay em quay nhá. Một cái bộ dây Canon đực cái này, chiều dài 1 mét, mức giá là 250.000 đồng một bộ, hai bộ thì còn 470. Canon đực đấy, đầu đực đầu cái, hai đực ra hai cái, 250.000 đồng một bộ, dài 1 mét, hai bộ thì còn 470. Cái dây AV cũng thế, dây Canon ra AV cũng thế. Đấy, các bác và anh em có thể là yêu cầu cái độ dài ngắn hơn hoặc dài hơn khoảng 3 mét, 5 mét, 10 mét có đầy đủ cho các bác và anh em để phục vụ các bác và anh em, ngắn hơn cũng được nhá. Và em xin kết thúc video tại đây. Các bác và anh em cần đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể tất cả các bác và anh em ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.